Hôm nay mình sẽ chia sẻ cá kho với thịt ba chỉ nhé. Cực kỳ đơn giản mà dễ làm, mà món này rất là thơm ngon nhé. Nguyên liệu các bạn cần chuẩn bị cho mình này, đây là cá này, khoảng 1 cân cá này. Mình bỏ cái phần đầu đi, chỉ lấy phần thịt cá thôi. Về đầu mà kho lên ăn không ngon ấy. Và khoảng 300g thịt ba chỉ, cả mỡ cả nạc này, 150g giềng này, 2 quả ớt này, 1 ít tương này, và tí nữa mình cho thêm gia vị là muối đó, nếu nhạt, và thêm một chút nước mắm và ít nước hàng nữa, ít bột ngọt nữa. Bây giờ mình sẽ đi, đầu tiên mình sẽ đi làm nước hàng đã, sau đó mình sẽ chuẩn bị những cái này vào trong một cái nồi để mình kho. Làm nước hàng để kho cá thì nó cực kỳ đơn giản nhé. Các bạn cho mình một ít dầu ăn vào, khoảng một thìa ăn phở dầu ăn vào. Hai thìa ăn phở đường. Thìa này nhỏ lên 3 thìa thì thành 2 thìa ăn phở nhé. Bạn đun cho đường nó chảy và nó chuyển sang màu vàng cánh gián. Cho lửa vừa nhé, khi mà đường bắt đầu tan chảy như này rồi cho lửa vừa, không là nó sẽ cháy đường nhé. Và các bạn tí nữa cho mình một chút vài giọt nước cốt chanh vào để cho đường nó không bị đông lại, không bị lại đường ấy. Khi chuyển sang cái màu vàng cánh gián như này rồi, các bạn cho mình vài cái giọt nước cốt chanh xanh vào và giờ các bạn cắt cho mình củ hành tím vào, sau đó mình cho thịt vào mình xào trước nhé, để cho thịt nó săn lại, rồi cho sẽ xếp cá lên xào cùng luôn, hành tím ra xào cho nó thơm, thêm củ hành tím nữa cho nó thơm. Không cho cũng được nhưng mà cho để nó không thôi nhé, có cả cái mùi tanh ấy thì mình chỉ kho với giềng thôi nhé, mình không cho xả, không cho gừng, nêm cho nêm củ hành tím cho nó thơm một cả mùi tanh của cá khi thơm lên như vậy. Rồi các bạn có thể cho cá săn nhé, cá săn thịt lên. Bây giờ các bạn cho cá vào cùng luôn. Đây là mình thử cái mùi tanh ấy. Làm cách này là để thử cái mùi tanh ấy. Thử cái mùi tanh của cá sống, thịt sống. Bây giờ mình sẽ cho giềng và các loại gia vị vào. Giềng thì các bạn băm nhỏ nhé, không cần giã đâu, không giã nó ra bã, và băm thì mình ăn miếng giềng thì nó ngon hơn. Bây giờ miếng cá nó cũng hết hết cái nước đỏ ấy, và miếng thịt nó cũng săn lại là được nhé, ta chỉ cần làm như vậy thôi, và nó cũng đang ngấm cái mùi của sao là mùi của hành thơm lên rồi. Bây giờ mình sẽ cho các gia vị vào dần này. Ở đây này, nước tương, nước tương miền Bắc này, tương hột này. Các bạn cho mình khoảng 3 thìa ăn phở. Mình không dùng bột ngọt thì mình dùng hạt lên, 1 thìa cà phê đầy hạt lên.
phải đặng một chút thì nó mới ngon nhé. Ba thìa cà phê nước mắm, tương dùng nhiều nhất nhé. Và một thìa cà phê muối nhé, cho nó đậm. Bây giờ mình sẽ cho giềng lên, và ít lá giềng nó lên để mình nấu cùng cho nó thơm là được. Vì cái nồi này là nồi đáy của nó là đáy ba đáy, cho nên nó không lo bị khê bị cháy, cho nên mình sẽ để giềng lên trên luôn và ở giữa luôn, không cần phải lót ở đáy nhé. Còn nếu không các bạn nấu nồi mỏng thì các bạn phải lót giềng dưới đáy nhé, thì nó sẽ không bị khê ấy. Đây giềng này, mình nhét ria vào trên mặt và đáy, và đáy nó xuống ít nào được xuống, và cắt thêm mấy ít lá giềng nữa cho ngon. Chúng ta kho cùng. Đảm bảo với các bạn là cái nồi kho này chỉ cần đơn giản như thế này thôi nhưng mà cực kỳ ngon. Thì nó cho thêm một bát con nước sôi nó vào, vì đây nó sủi lên rồi nên mình chỉ cho nước sôi không là nó tanh ấy. Cho bát con nước sôi nó vào để cho nó xâm xấp, nước nó xâm xấp ấy thì nó sẽ ngấm hết. Thả thêm ít lá giềng nó vào cho nó thơm hơn và ngon hơn. Và bây giờ các bạn cho mình một bát con nước nữa vào để cho nó xâm xấp. Rồi sau mình đậy vung lại và mình để cho nó sủi thêm một lúc nữa cho nó bay hết hơi tanh, sau mình đậy vung lại và mình kho khoảng ít nhất là 4 tiếng nữa. Thêm 2 quả ớt nó vào cho nó cảm cái mùi tanh. Khi nấu ấy các bạn cứ cho sủi thoải mái khoảng 5 đến 10 phút và mở vung này để cho cái hơi nước tanh, hơi tanh từ cá nó bay đi hết. Thì lúc đấy chúng ta mới đậy vung và chúng ta kho nhé. Và lưu ý là kho cho mình khoảng 4 tiếng nhé. Và kho 2 lần thì càng tốt, nghĩa là khi kho được 1 lần rồi thì các bạn tắt bếp đi, các bạn để nguội, sau đó các bạn kho lần 2. Thì mỗi lần kho khoảng 2 tiếng hoặc 3 tiếng ấy, thì cá rất là rắn thịt, chắc thịt và ăn cực kỳ thơm ngon và không hề mùi tanh. Và cái calamen từ cái đường này mình vừa làm thành nước đường, nước màu đường ấy, thì khi mà cá nó đã được rồi thì cái nước màu đấy nó sẽ lên màu đen rất là đẹp nhé. Bây giờ mình sẽ đậy lên lại và mình sẽ đợi nhé, 2 tiếng sau mình sẽ quay lại. Và thỉnh thoảng các bạn mở vung một chút để cho nó bay bớt hơi nước đi. 2 tiếng sau mình sẽ quay lại nhé, và cho lửa nhỏ thôi để cá nó không bị cháy ở dưới đáy nhé. Bây giờ đợi, chờ đợi là được không? Sau khi mình đun nó sủi được khoảng 3 tiếng này, với lửa rất là nhỏ cho nên nó chưa bị cạn hết nước, thì bây giờ mình sẽ cho lửa to hơn một chút và hé vung một chút để cho nó cạn nước, và mình đun thêm khoảng 1 tiếng nữa là cá sẽ rắn thịt và nó cạn hết nước nhé. Nó chỉ còn lại một chút xíu nước sền sệt thôi. Màu cá này đang rất bắt đầu được đẹp rồi, bây giờ đun thêm 1 tiếng nữa thì màu cá sẽ đẹp hơn rất là nhiều nhé. Bạn hé vung một chút xíu, các bạn đun cho mình thêm 1 tiếng nữa. Khi cá sền sệt rồi đây, khi cá nó sền sệt như này rồi và cái thịt cá, thịt lợn đều rất là mềm và như nó vẫn giữ được cái độ rắn của thịt đấy. Thì bây giờ mình sẽ cho cá ra và thưởng thức nhé. Các bạn thấy đây, cá rất là rắn và đỏ thì rất là ngon. Cái quan trọng là ra gia vị nó rất là vừa vặn và không hề còn mùi tanh nhé. Bây giờ mình sẽ bỏ ra và thưởng thức nhé. Và dừng cái clip là cách kho cá ngon ở nhà như này ở đây nhé. Kho cá với một chút thịt ăn rất là ngon mà lại thơm nữa. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé. Thích riêng nữa.